Trần Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn cho phép Phong cảm ơn sự bảo trợ của Thẩm mỹ viện Can Nam Cali với tạp chí Quốc phòng. Quý vị nào muốn có thân hình gọn nhẹ hơn, gương mặt đẹp hơn hoặc sửa lại những phần sửa hư, sửa xấu từ Việt Nam, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Thẩm mỹ viện Can Nam Cali qua số điện thoại trên màn hình của quý vị là 714-227-5789, 714-227-5789 hoặc gửi email là thẩmmyviencannamcali@gmail.com. Thẩm mỹ viện Can Nam Cali @gmail.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn Thẩm mỹ viện Can Nam Cali rất là nhiều và cũng cảm ơn tất cả khán thính giả. Và bây giờ, như thường lệ thì chúng ta vẫn bước vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là tin từ hãng thông tấn Bloomberg. Ông Orbán, thủ tướng của Hungary, đã có sự đối đầu càng gay gắt hơn trong việc mà Thụy Điển gia nhập vào Liên minh NATO. Bản tin mới nhất cho biết thì thủ tướng của Hungary là ông Viktor Orbán đã gia tăng sự đối đầu với các đồng minh Tây phương trong việc mà Thụy Điển gia nhập vào Liên minh NATO sau khi một nhà lập pháp của Hoa Kỳ kêu gọi là cấm vận nhắm vào quốc gia này. Ông Orbán và nhà quốc cơ này và các nhà lập pháp vẫn chưa cho ra bỏ phiếu ở trên cái hội đồng lập pháp của Hungary trong việc xác nhận Thụy Điển sẽ gia nhập vào Liên minh NATO cho tới khi quốc gia vùng Bắc Cực này có những thái độ khác và có sự viếng thăm Budapest giữa thủ tướng Hungary và thủ tướng của Thụy Điển theo tường trình cho biết. Và dường như là họ đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc tẩy chay phiên họp đặc biệt và kêu gọi cuộc tẩy chay này diễn ra vào ngày thứ hai sắp tới đây. Thủ tướng của Thụy Điển là Tobias Billstrom đã bác bỏ lời và phát biểu là liên quan tới bản báo cáo này. Trong khi đó thì đảng cầm quyền của ông đã kêu gọi và đưa ra một cú điện thoại với hãng thông tấn Bloomberg. Ông Orbán đã mời thủ tướng Thụy Điển là Christofferson viếng thăm Hungary để vào tháng trước và trong đó nói rằng sẽ nhìn thấy được những gì mà ông đang đối diện với các nhà lãnh đạo thuộc đảng chủ nghĩa dân tộc đang cam kết là sẽ ngăn chặn nếu như mà Thụy Điển vẫn tiếp tục gia nhập vào Liên minh NATO. Đây được xem là một cuộc đối đầu mới nhất giữa Liên minh NATO và mà các quốc gia đồng minh với lại Hungary. Trong đó thì ông Orbán trong ngày thứ năm đã hủy bỏ cái vấn đề phản đối của ông ta với số tiền 50 tỷ euro hỗ trợ cho của Ukraine và ông là cái quốc gia duy nhất đã ngăn chặn cái 27 quốc gia này từ hồi tháng 12. Đây được xem là một trong những cuộc đối đầu mới nhất mà ông Orbán đang đối diện với lại các đồng minh trong Liên minh NATO. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã tịch thu trên 500 thùng dầu thô từ Iran mà nói rằng đây là những cái thùng dầu thô đã được buôn lậu. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong ngày thứ Sáu loan báo họ tịch thu trên 500.000 thùng dầu thô ở trong cái lệnh cấm quốc tế nhắm vào dầu thô của Iran và các giới chức cho rằng đây là những dầu thô đã được buôn lậu, cung cấp ngân quỹ cho quốc hội và các lực lượng dân quân của quốc gia này. Thêm vào đó, các công tố viên loan báo sẽ có thêm những truy tố về hình sự đối với những ai bán dầu thô và bán qua Trung Quốc, Nga và Syria. Các viên chức mô tả hành động này diễn ra đang lúc có sự căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran là một phần trong nỗ lực ngăn chặn cái nguồn ngân quỹ dành cho lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran, đặc biệt là đơn vị của họ tin rằng đã có tiếp cận với là các nhóm dân quân ở Iraq, Lebanon, Syria và Yemen để mà họ tấn công vào Hoa Kỳ. Iran đã có những hành động đe dọa tới Hoa Kỳ và tìm cách sát hại người dân Hoa Kỳ ngay trên lãnh thổ của chúng tôi và tìm cách sát hại công dân Hoa Kỳ ở ngoài biên giới của chúng tôi, thực hiện các cuộc tấn công không gian mạng nhắm vào các cái bệnh viện nhà dành cho trẻ em, hỗ trợ cho chủ nghĩa khủng bố trên toàn thế giới và có thêm vào đó những vấn đề khác. Đó là lời phát biểu của ông Christopher Wray, giám đốc cơ quan FBI đã đưa ra trong bản statement. Và tất cả những hành động của Iran đều tốn tiền và FBI vẫn tiếp tục cam kết là sẽ thực hiện cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ để tránh cho họ có thể có được cái nguồn tiền này. Và trong khi đó thì Bộ trưởng Tư pháp là Merrick Garland trong bản statement nói rằng là Bộ Tư pháp vẫn tiếp tục sử dụng các cái quyền cho phép để cắt bỏ tất cả những cái tài chánh bất hợp pháp và trong đó gần như là đang liên quan tới những hành động mà ông ta mô tả là ác độc của Iran và có thể là một cái bằng chứng trong những vài tháng gần đây. Và một trong những cái trường hợp và hình sự này đang được đệ trình ở tại New York, trong đó 7 người bao gồm một số những viên chức nằm trong cái
nhóm nhanh năng lượng của Thổ Nhĩ Kỳ và một lãnh đạo của nhóm Hồi giáo, cách mạng Hồi giáo đã sử dụng các cái công ty gọi là giả ma và có những cái tập tài liệu giả để thao túng một số những vị trí và các cái dữ liệu về shipping, tức là vận chuyển, để bán cho tất cả những cái nguồn dầu thô này cho phía của Nga, Trung Quốc và Syria. Đây được xem là một trong những cái cáo trạng nhắm vào khủng bố và ngăn cản cái tình trạng gọi là trốn lệnh cấm vận, cũng như là có hành động gạt tiền và có hành động rửa tiền. Ngoài ra thì có một cái vụ án khác đang được đệ trình ở tòa án tại Washington DC, truy tố một người phụ nữ ở Trung Quốc và một người đàn ông gốc Oman về việc họ cáo buộc là bán dầu thô Iran cho một công ty của Trung Quốc và chính quyền Trung Quốc. Các vụ án này đều liên quan tới những cái cuộc điều tra của Bộ Tư pháp, và trong ngày thứ hai thì các công tố viên truy tố một công dân Iran bị cáo buộc âm mưu cùng với hai công dân Canada tìm cách sát hại những người Iran ngay trên lãnh thổ của Hoa Kỳ. Và số tài sản 500.000 thùng dầu thô này là cái cách tục tịch thu mới nhất của Hoa Kỳ, trị giá 25 triệu Mỹ Kim. Theo tường trình cho biết là nó nằm ở trên chiếc tàu gọi là Abyss Oil Tanker, theo tường trình của hãng thông tấn AP đưa ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và Iran tuyên bố sẽ có cuộc trả đũa, đó là lời khẳng định của Tổng thống Iran. Tổng thống Iran, ông Ebrahim Raisi, đã đưa ra một lời cảnh báo ngày thứ Sáu, bất kỳ một cuộc tấn công nào bởi Hoa Kỳ nhắm trả đũa và cho ba binh sĩ của họ bị thiệt mạng đều sẽ bị đáp trả một cách thích đáng. Chúng tôi nói rằng rất nhiều lần chúng tôi không có muốn bất kỳ một cuộc chiến nào. Tuy nhiên, trong vai trò một quốc gia và nếu bị bức hại thì nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ đáp trả một cách thích đáng. Ông Raisi đã phát biểu trong lúc mà ông ta viếng thăm một căn cứ hải quân ở vùng vịnh bởi lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran, và lực lượng quân sự Iran ở trong vùng sẽ không sợ bất kỳ một đe dọa bởi bất kỳ một quốc gia nào. Đó là lời phát biểu của ông ta đưa ra. Ngày hôm nay kẻ thù không có khả năng chống lại chúng ta, bởi vì lực lượng chúng ta là mạnh nhất và có đủ khả năng, ông ta đã phát biểu như trên. Ngay sau khi mà ông ta vừa phát biểu xong thì phía Hoa Kỳ cho biết họ đã bắn và tấn công tổng cộng một loạt các cái vị trí dân quân của Iran hỗ trợ tại Iraq và Syria. Bản tin mới nhất từ Washington cho biết thì lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã phát động các cuộc tấn công bằng không tập hàng chục vị trí ở Iraq và Syria, nơi được sử dụng bởi nhóm dân quân do nhà nước Iran hỗ trợ và lực lượng cách mạng Iran Hồi giáo Iran vào ngày thứ Sáu, trong đó mở ra một cái tiến trình trả đũa cho ba binh sĩ Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng hồi tuần trước. trong một bản statement thì ông Joe Biden đã lên tiếng và nói rằng Hoa Kỳ sẽ không tìm kiếm sự tranh chấp ở tại Trung Đông hay bất kỳ nơi nào trên thế giới, và tất cả mọi thứ gây tổn thương cho chúng tôi, quý vị gây tổn thương cho người dân Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ đáp trả. Đây là lời phát biểu của ông ta đưa ra. Ông Biden và các lãnh đạo khác của Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh báo ngày vài ngày trước đây là Hoa Kỳ sẽ có cuộc tấn công trả đũa các nhóm dân quân và họ sẽ bị trừng phạt khi mà đã tấn công vào Hoa Kỳ. Chiều ngày hôm nay, với chỉ đạo của tôi, lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã nhắm hàng chục các cái vị trí của Iraq và Syria, mà trong đó thì lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran và các nhóm dân quân do họ hỗ trợ đã tấn công vào lực lượng quân sự Hoa Kỳ. Và chúng tôi sẽ bắt đầu cái cuộc trả đũa từ ngày hôm nay và tiếp tục cho tới khi nào là do chọn lựa của chúng tôi. Và việc này diễn ra giữa lúc mà đang có những cái lời lên tiếng là sẽ có sự trả đũa từ phía Iran. Cuộc tấn công này diễn ra khoảng 30 phút và nằm ở ít nhất 3 vị trí, nằm ở Iraq, 4 vị trí nằm ở Syria, theo tường trình của tư lệnh có tên là Douglas Sim đã cho biết như trên. Và trong đó thì cuộc tấn công Hoa Kỳ đã nhắm trực tiếp vào các cái mục tiêu lãnh đạo của giới cách mạng Hồi giáo Iran ở trong cái khu vực Syria và Iraq. Và Trung tâm Chỉ huy Hoa Kỳ cho biết là họ đã sử dụng ít nhất là 125 cái khu vực khác nhau và đạn dược để có thể thực hiện các cuộc tấn công này, bao gồm luôn cả các chiếc quanh tạc cơ B-1 đã bay từ Hoa Kỳ qua. Và ít nhất là hai nhóm dân quân Iraq cho biết trong điều kiện giấu tên là họ vẫn không được phép nói chuyện với ký giả. Ít nhất là ba căn nhà đã bị xem là headquarter, tức là trung tâm chỉ huy, bị nhắm mục tiêu là Al-Kham ở Iraq, bao gồm luôn cả một cái kho chứa vũ khí và kể cả một số những cái trung tâm chỉ huy của lực lượng huy động của nhóm dân quân tại đây, và trong đó bao gồm luôn nhóm Askahat ở Iraq và cái kho chứa vũ khí của họ. Đây được xem là cuộc tấn công trả đũa đầu tiên sau khi mà ba binh sĩ Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng. Và chỉ trong sáng ngày thứ Sáu thì ông Ebrahim Raisi đã tuyên bố sẽ trả đũa bất kỳ một cuộc tấn công nào của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những lời phát biểu của ông ta. Trước đó trong tuần này
thì nhóm Hồi giáo Qataib Hezbollah loan báo sẽ ngưng lại các chiến dịch quân sự và an ninh nhắm vào lực lượng chiếm đóng để tránh tình trạng gọi là gây khó xử cho chính quyền của Iraq. Tuy nhiên thì nhóm khác có tên gọi là Harakat al-Nujaba, được xem là một nhóm được Iran hỗ trợ, vẫn tiếp tục tuyên bố là tấn công vào các vị trí của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và Joe Biden đã cho công bố một bản kế hoạch về ngân sách của Hoa Kỳ trong ngày 11 tây tháng 3. Bản tin mới nhất cho biết thì ông Tổng thống Joe Biden sẽ thúc đẩy một bản kế hoạch chi phí của chính quyền liên bang trong ngày 11 tây tháng 3. Theo tường trình của Văn phòng Tòa Bạch Ốc Quản lý về Ngân sách cho biết như trên, tập tài liệu này là một danh sách mà làm cách nào chính quyền có thể chi phí tiền trong cái tài khoá bắt đầu từ tháng 10, và nó sẽ là một trong những cái dấu hiệu mà đảng Dân Chủ đang tìm kiếm ông Tổng thống này đang tìm kiếm việc tái tranh cử. Quốc hội cần phải thông qua cái bản kế hoạch của ông Joe Biden và để có được có hiệu lực, và đảng Cộng Hòa kiểm soát tại Hạ viện, đặc biệt là những nhân vật cứng rắn đã không thích cái chính sách của Joe Biden, và họ được xem là sẽ không đồng ý cái bản kế hoạch này. Ít nhất là đôi bên sẽ có cuộc đối đầu trong các chính sách về di trú, và đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục yêu cầu giữ lại cái ngân sách mà ông Joe Biden yêu cầu 61 tỷ Mỹ Kim dành cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga, và 14 tỷ Mỹ Kim dành cho Do Thái sau cái biến cố ngày 7 tây tháng 10. Và tháng 3 thì ông Biden sẽ bay tới cái khu vực gọi là cạnh tranh về Pennsylvania, và trong đó ông ta đã đề trình ngân sách là 6.800 tỷ Mỹ Kim, trong đó bao gồm luôn việc đánh thuế cao vào giới giàu có và có thêm những chi phí cho vấn đề chăm sóc sức khỏe cho lực lượng quân sự. Và bản kế hoạch này đã được đưa ra, tuy nhiên chưa chắc nó đã được thông qua trên sàn Hạ viện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ông Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết chính những kẻ làm việc xung quanh Joe Biden đã cản trở ông ta trong việc đóng cửa biên giới. Chủ tịch Hạ viện là Mike Johnson trong ngày 2 tây tháng 2 lên tiếng và nói rằng ông nhân viên làm việc cho ông Joe Biden là những kẻ đã giới hạn ông Tổng thống này đóng cửa biên giới phía Nam. Ông Johnson đã đưa ra lời phát biểu như trên và nói rằng ông Biden đã có quyền hành pháp của ông ta để làm điều này. Ông ta biết rõ ông ta có thẩm quyền hành pháp và chúng tôi đã gửi tất cả những tài liệu này chứng minh cho ông ta thấy. Và tôi cũng đã đọc cho ông ta thấy về cái luật riêng bản thân của tôi với ông Tổng thống và cho ông ta biết được là cái luật này ông ta được hành động và ông ta cần phải hành động. Đây là lời phát biểu của ông Mike Johnson đã nói với đài truyền hình Fox News. Tuy nhiên, tôi không nghĩ là ông ta được phép làm như vậy và tôi cũng không chắc rằng ông ta là người quyết định. Tôi nghĩ rằng nhân viên xung quanh ông ta đã tìm cách thúc đẩy ông ta và tiếp tục duy trì mở cửa biên giới. Ông Mike Johnson đã không cung cấp một bằng chứng nào cho cái lời phát biểu là nhân viên của Joe Biden đã tìm cách cản trở việc ông Joe Biden bảo vệ cho biên giới. Lời phát biểu ông đưa ra giữa lúc mà thượng nghị sĩ Chris Murphy của đảng Dân Chủ tại Connecticut loan báo vào ngày 2 tây là cái thỏa thuận của lưỡng đảng trên sàn thượng viện có thể được công bố trong cuối tuần này. Và thỏa thuận này là một phần trong việc cung cấp cái dự luật và ngân sách, trong đó hỗ trợ cho Do Thái và của phía của Ukraine cũng như khu vực Indo-Pacific. Tuy nhiên thì cái dự luật này có thể sẽ gặp cái trở ngại ngay khi mà họ bước vào sàn Hạ viện, nơi mà đảng Cộng Hòa kiểm soát, trong đó bao gồm luôn cả ông Mike Johnson, và dường như họ vẫn chưa đọc được cái dự luật này. Thì họ cho biết là có 785.422 di dân bất hợp pháp đã xâm nhập vào biên giới phía Tây Nam của Hoa Kỳ theo báo cáo của cơ quan quan thuế và tuần tra biên giới trong tài khoá của năm 2024, và nó bắt đầu từ tháng 10 năm 2023 theo tường trình cho biết. Và theo tường trình có tổng cộng 2.48 triệu kẻ đã xâm nhập qua biên giới, và trong đó gia tăng 96.725 người từ năm 2022. Và điều này cho thấy rằng là ông Mike Johnson lên tiếng và nói rằng chính những kẻ làm việc xung quanh Joe Biden đã cản trở ông ta ký sắc lệnh hành pháp để đóng cửa biên giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, tiểu bang California đã trở thành tiểu bang đầu tiên sẽ có một cái dự luật bồi thường cho những người mà họ nói rằng bị cưỡng bức nô lệ hai thế kỷ trước. Bản tin mới nhất cho biết các nhà lập pháp của California loan báo là đây là tiểu bang đầu tiên trên toàn quốc sẽ có một cái dự luật bồi thường vào ngày thứ tư, trong đó là sẽ bồi thường trực tiếp và có một lời xin lỗi với một cái hệ thống mà họ mô tả là một cái hệ thống phân biệt chủng tộc nhắm vào những người da đen trong gần hai thế kỷ qua. 14 cái bản dự luật nhắm mở rộng trong cái vấn đề gọi là trong những khu vực gọi là kỳ thị, và có hàng loạt những cái tình trạng gọi là cung cấp nhà cửa, và cũng sẽ không bao gồm luôn tất cả cái tiền bồi thường tài chánh dành cho những cộng đồng da đen mà sẽ ảnh hưởng tới mà đã bị ảnh hưởng bởi cái
chính sách về nô lệ trước đây, và đây là được xem là một trong những cái dự luật mà phía California dự tính sẽ loan ra. Đây được xem là tiểu bang đầu tiên đã công bố cái dự luật này sau khi mà đã có cái chết của George Floyd từ năm 2020, và bản báo cáo 500 trang năm 2022 trong đó đã ghi nhận lại 170 năm về cái tình trạng mà họ nói rằng đã có chủ nghĩa phân biệt đối xử đối với những cư dân người da đen. Tiếp theo 1.100 trang báo cáo vào năm 2023, trong đó họ nói rằng có rất nhiều những cái đường hướng tiềm năng mà tiểu bang có thể sẽ phải điều chỉnh những sai lạc trong lịch sử, bao gồm luôn cả việc trả bằng tiền mặt cho tất cả những người này. Đây được xem là một trong những tiểu bang đầu tiên đã thúc đẩy cái chương trình bồi thường cho những gia đình nô lệ người da đen trước đây. Tuy nhiên thì không biết rằng tiểu bang này làm cách nào, lấy tiền từ đâu để bồi thường cho chủ nghĩa nô lệ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cùng một lượt trong ngày hôm nay, thành phố New York đã chi ra cho các di dân bất hợp pháp 53 triệu Mỹ Kim trong các thẻ credit trả tiền trước. Bản tin mới nhất cho biết thì thành phố New York đã phát động một cái chương trình pilot trong đó trị giá 53 triệu Mỹ Kim để mà cung cấp những cái thẻ prepaid credit card cho tất cả những gia đình di dân bất hợp pháp đang sinh sống trong các cái hotel. Theo tường trình của tờ New York Post đưa ra, các thẻ này được sử dụng để mua các cái thực phẩm ở trong các cái ngôi chợ và kể cả một số những cái y tế, và những di dân này có thể sử dụng các cái thẻ trên và họ được cung cấp nguồn ngân quỹ để mua các cái vật dụng cho trẻ em và thực phẩm. Và cái chương trình này có tên gọi là Mobility Capital Finance, là MoCafe ở tại New Jersey, một công ty mà trong đó cung cấp cái chương trình này, và họ sẽ được cung cấp 35 Mỹ Kim một ngày cho vấn đề thực phẩm và gần 1.000 Mỹ Kim một tháng. Và thị trưởng Eric Adams nói rằng sáng kiến này là sẽ giúp đỡ cho khoảng 500 gia đình di dân đang sinh sống tại cái khách sạn Roosevelt Hotel. Và nếu thành công thì thành phố sẽ gia tăng ít nhất là 15.000 gia đình đang sinh sống tại các cái hotel ở New York. Và tương tự như là tiểu bang New York, chương trình Credit Card dành cho Food Stamp được biết với cái tên là SNAP, tức là Supplemental Nutrition Assistance Program, một chương trình dành cho những người lợi tức thấp ở thành phố New York. Và MoCafe sẽ tìm kiếm đối tác với thành phố New York để mà cung cấp nguồn ngân quỹ này cho những cái thực phẩm tươi và thực phẩm nóng. Đó là lời phát biểu của tổng giám đốc của MoCafe đã cho biết như trên. Và đây được xem là một cái chương trình mới nhất mà thành phố New York đã dành cho di dân bất hợp pháp. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cùng một lượt thì tiểu bang New York, các nhà lãnh đạo tại đây đã kêu gọi trục xuất những tên di dân nào đã tấn công vào cảnh sát và yêu cầu trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ. Các nhà lãnh đạo chính trị tại New York đã gia tăng lời kêu gọi họ là trục xuất những thành phần di dân bất hợp pháp đã vi phạm luật pháp sau khi mà họ chứng kiến một đoạn video trong đó những tên này đã tấn công và đánh đập cảnh sát ngay tại Times Square. Và sau khi mà biến chuyển này diễn ra ngày 31 tây thì lời kêu gọi trục xuất những di dân bất hợp pháp này một lần nữa được nhắc lại bởi các nhà lãnh đạo của New York, trong đó bao gồm luôn cả bà thống đốc là Kathy Hochul. Bà lên tiếng và nói rằng cần phải duyệt xét lại cái chính sách này và quý vị không thể đụng tới bất kỳ một nhân viên cảnh sát nào của chúng tôi. Trong đó thì trong một cuộc họp báo ngày 2 tây thì bà Hochul một lần nữa nhắc lại việc tấn công cảnh sát là nằm trên 100 cái tội ác cần trục xuất ra khỏi thành phố New York. Và bà đã nói chuyện với lại văn phòng biện lý của Manhattan về những đề nghị này. Và trong đó thì trước đây thì lực lượng cảnh sát cũng đã lên tiếng và nói rằng việc tấn công này là không thể chấp nhận được và họ yêu cầu phải điều chỉnh tất cả những cái luật lệ của thành phố và của tiểu bang để có thể ngăn chặn tình trạng tội ác này. Trong khi đó thì cựu Tổng thống Trump đã lên tiếng sau khi ông chứng kiến được cảnh cảnh sát New York bị đánh đập. Chúng ta cũng không biết được ý kiến của những kẻ này làm cách nào vào nhập cảnh vào quốc gia của chúng ta. Vào tối ngày hôm qua, tôi đã chứng kiến được họ đánh đập các nhân viên cảnh sát tại New York và băng đảng của những người này. Họ không nói tiếng Anh. Đó là lời phát biểu của cựu Tổng thống Trump đưa ra. Họ đến từ nhà tù. Họ đến từ những cái nơi bị điều trị tâm thần và họ tìm kiếm không phải là tị nạn mà họ là những thành phần khủng bố. Họ có rất nhiều những hoạt động khủng bố. Đó là lời phát biểu của ông. Chúng ta không cần họ. Tôi xin lỗi, chúng ta không cần họ. Đây là lời phát biểu của ông đưa ra. Trong khi đó thì đảng Cộng hòa nhiều lần đã kêu gọi siết chặt vấn đề biên giới nhưng mà Joe Biden vẫn không ký sắc lệnh hành pháp. Dân biểu Nico Maliotakis của New York đã tái nhắc lại một lần nữa là cần phải có một hành động cứng rắn với thành phần di dân bất hợp pháp. Đây được xem là một trong những phản ứng mới nhất sau khi mà các nhà lập pháp chứng kiến cảnh sát New York đã bị ít nhất là 8 tên di
dân bất hợp pháp đánh đập. Những tên này đã bị bắt giữ và ngày hôm sau nó được trả tự do ngay lập tức. Và cuối cùng thì bây giờ có 4 tên được biết đã lên xe bus để di chuyển tới California. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các thành viên của Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện đã gửi lá thư cho Joe Biden. Ông là người phá vỡ biên giới và ông phải là người điều chỉnh lại cái chính sách này. Trên 60 thành viên của Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện đã gửi lá thư cho ông Joe Biden trong ngày thứ Sáu, trong đó kêu gọi ông ta phải ký sắc lệnh hành pháp để điều chỉnh cơn thảm kịch tại biên giới mà chính quyền của ông ta đã tạo ra ở phía Nam. Rõ ràng, trách nhiệm cơn khủng hoảng này là chính do ông, dưới cái quyền chỉ đạo của ông, chính quyền của ông và hệ thống của ông đã phá hủy hoàn toàn cái vấn đề an ninh biên giới khi mà từ chối không để cho nhân viên công lực thực hiện tất cả những cái luật của liên bang để ngăn chặn tình trạng băng ngang qua biên giới một cách bất hợp pháp. Lá thư này đã mật khởi đầu như trên. Dân biểu Ashley Hinson của Đảng Cộng Hòa tại Iowa, tác giả của lá thư cùng với 64 nhà lập pháp khác của Đảng Cộng Hòa đã đồng ký tên trong lá thư và nhắc nhở ông Joe Biden là ông có quyền ký sắc lệnh hành pháp để mà thay đổi cái chính sách của ông ta tại biên giới và tái lập lại chính sách của ông Trump trước đây. Và ông Joe Biden là người có đầy đủ thẩm quyền này. Trước đó thì Chủ tịch Hạ viện ông Mike Johnson đã thúc giục ông Joe Biden vào tháng 12 là phải ký sắc lệnh hành pháp và ông có quyền để ký sắc lệnh này để ngăn chặn tình trạng di dân bất hợp pháp. Bà Hinson đã nhắc lại lời của ông Johnson trong lá thư và hành động của ông đã gây ra thảm kịch và giờ đây ông có quyền lực phải chấm dứt cái thảm kịch này. Đây được xem là một trong những cái áp lực mới nhất của Đảng Cộng Hòa đã đưa ra sau khi ông Joe Biden đổ thừa rằng ông ta không có thẩm quyền giải quyết cơn khủng hoảng biên giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, biện lý Fannie Willis đã thừa nhận có những cái quan hệ tình cảm cá nhân nhưng bà ta bác bỏ việc này gây trở ngại cho việc truy tố của bà ta đối với Tổng thống Trump. Trong một cái đơn được nộp vào ngày thứ Sáu, trong đó bà biện lý Fannie Willis đã thú nhận là bà đã có những quan hệ cá nhân với công tố viên đặc biệt mà bà thuê mướn trong cái vụ án khởi tố ông Trump và các người đồng phạm. Trong đó bà nói rằng là không có cái lý do nào để bà xóa bỏ và tránh bà ta tham dự vào cái vụ án này. Ông Willis đã được mướn với vai trò là bà mướn ông Nathan West với vai trò là công tố viên độc lập vào tháng 11 năm 2021 trong lúc điều tra bà ta về tình trạng mà cựu tổng thống của Đảng Cộng Hòa trước đây và một số người khác mà họ cho rằng đã có những hành động gọi là lật đổ kết quả bầu cử tổng thống ở Georgia. Ông Trump và 18 người khác đã bị bà ta đưa ra cáo trạng vào tháng 8 năm ngoái và ông West đã dẫn đầu toán luật sư mà bà Willis đã bổ nhiệm để bắt đầu theo dõi và truy tố vụ án này. Tuy nhiên thì trong ngày hôm nay bà ta đã lên tiếng và thú nhận rằng bà ta đã có mối quan hệ tình cảm bất chính với lại ông West và trong đó thì ông West đã khai rằng tôi đã có những cái chi phí cá nhân của tôi để mua vé cho tôi và bà biện lý Willis và để mà chúng tôi đi di chuyển và cùng một lượt thì bà cũng đã sử dụng cái ngân khoản cá nhân của bà cho tôi và bà ta trong những cái ngân khoản cá nhân và chúng tôi không có quyền lợi tài chính nào liên quan tới cái cáo buộc về cái vụ án liên quan tới cái việc truy tố với bất kỳ một bị cáo nào. Đây được xem là lời giải thích mới nhất của bà ta. Bà ta thú nhận là có quan hệ tình cảm mà một cách bất chính với lại ông Nathan West. Tuy nhiên, bà ta bác bỏ việc nói rằng bà ta sẽ rút lui ra khỏi vụ án này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, tòa liên bang đã ngưng lại cái phiên tòa xét xử Tổng thống Trump ở tại DC. Quan tòa liên bang tại Washington DC đã ngưng lại cái việc mà xét xử ông Trump vào tháng 3 trong các truy tố rồi nói rằng ông cố tình lật đổ kết quả bầu cử năm 2020, được xem là một trong những cái chi tiết khá quan trọng. Bà tòa này là bà Tanya Chukan trong ngày thứ Sáu lên tiếng cho biết bà đã cho dời lại cái phiên tòa vốn đã được định ra ngày 4 tây tháng 3, một ngày trước khi có Super Tuesday, tức là trước khi có một cái cuộc tổng tuyển tuyển cử sơ bộ trên toàn quốc theo yêu cầu của ông Jack Smith, và bà vẫn chưa cho biết ngày nào sẽ là cái ngày bà ta bắt đầu phiên tòa. Việc ngưng lại sẽ là một chiến thắng cho ông Trump trong lúc mà ông đang tìm cách tranh luận. Ông được miễn trừ trong tất cả các cáo buộc khi mà ông còn ngồi trong tòa Bạch Ốc và vẫn chưa rõ là ba quan tòa kháng án sẽ đưa ra bản án như thế nào. Trong đó họ sẽ
favor cho phía của công tố viên hay là favor cho phía của ông Trump thì hiện nay vẫn còn đang xét xử, và việc này đã dẫn tới tình trạng bà ta buộc phải dời lại cái phiên tòa, không thể đưa ra cái phiên tòa xét xử ngày 4 tây tháng 3 sắp tới đây, và không biết được nó dời cho tới ngày tháng nào. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới vụ án cáo trạng nhắm vào ông Trump với động cơ chính trị. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì YouGov đã đưa ra bản thăm dò cho thấy ông Trump dẫn trước Joe Biden và bà Haley vẫn đã bám sát theo ông Trump. Các cử tri của cả hai phía đã bắt đầu chọn lằn ranh cho ông Trump và Joe Biden khi tái đấu sau khi mà có kết quả tại Iowa và New Hampshire. Theo cuộc thăm dò mới nhất của Yahoo News phối hợp với YouGov poll cho thấy, bản thăm dò này nói rằng ông Trump được 79% sự ủng hộ trong các cử tri sơ bộ và dẫn đầu trong đảng Cộng Hòa, so với bà Nikki Haley là được 65%. Mặc dù rằng có cái chiến thắng mạnh tại New Hampshire và có một cái mức tăng trưởng khá mạnh tại New Hampshire, bà Haley vẫn còn thua xa ông Trump ở cái mức so với tháng 12, nơi bà được 19% mà cựu tổng thống Trump được 70% khi mà hai bên đối diện với nhau. Và những người ủng hộ cho ông Joe Biden ở trong đảng Dân Chủ đã nhảy lên 6% từ 68% trong tháng 12 lên 74% hiện nay ở bên đảng Dân Chủ. Trong khi đó thì đối thủ của ông ta là nhà văn Marianne Wilson và dân biểu Dan Phillips, là mỗi người đều tăng 4-3%. Đây được xem là bản thăm dò mới nhất, và trong đó thì ông Joe Biden được xem là đã có mức ủng hộ với 62% nói rằng họ vẫn ủng hộ cho ông ta, tăng 11% so với tháng 11, và phân nửa trong số này, tức là 42% nói rằng họ sẽ tìm kiếm một ứng cử viên dân chủ khác không phải là ông Joe Biden, đã giảm đi so với 50% trong tháng 12. Ông Trump được 79% ủng hộ, gác bà Haley 14 điểm, và trong đó được xem là cao hơn so với tháng 12 trong cái cuộc thăm dò trên toàn quốc. Và các cử tri của đảng Cộng Hòa, 91% tin rằng ông Trump sẽ là người đại diện cho đảng Cộng Hòa, so với 59% nói rằng ông chắc chắn sẽ thắng. Cuộc thăm dò này với phân nửa những cử tri sơ bộ của đảng Hòa gần như là đứng ủng hộ trợ cho ông Trump, và gia tăng từ 40% tháng 12. 84% nói rằng ông được ủng hộ, gia tăng từ lúc tháng 12 là 77%. Đây được xem là bản thăm dò mới nhất cho thấy là ông Trump vẫn dẫn trước cả bà Haley lẫn ông Joe Biden. Cuộc thăm dò này thực hiện vào ngày 25 tới ngày 29 tây tháng 1 với 1.594 người trưởng thành tại Hoa Kỳ, mức sai biệt là 2.7%. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa báo động về một cái công xưởng có liên can tới Cộng sản Trung Quốc ở tại Kansas City. Bản tin mới nhất cho biết thì thượng nghị sĩ Eric Schmidt của đảng Cộng Hòa tại Missouri và dân biểu Mark Afford của đảng Cộng Hòa tại Missouri nằm trong số 8 nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa đang yêu cầu chính quyền Joe Biden điều tra về một cái nhà dự tính đầu tư một công xưởng ở tại Kansas bởi công ty có tên là C-Nano Technology, một công ty được cáo buộc là có quan hệ với đảng Cộng sản Trung Quốc là CCP. Ông Schmidt, Afford và thượng nghị sĩ George Hawley của Missouri cùng với lại Roger Marshall của Kansas và dân biểu Eric Bullison, Sam Grape, Plan, Luke Meyer từ Missouri và Chad Latuner từ Kansas đã đồng ký trong một lá thư ngày thứ Năm gửi cho bà Bộ trưởng Tài chánh Janet Yellen và Bộ trưởng Quốc phòng là ông Lloyd Austin yêu cầu điều tra cái dự tính 95 triệu Mỹ Kim đầu tư vào khoảng 330.000 square foot một cái khu vực này, và họ yêu cầu ủy ban đặc trách về nguồn đầu tư ở nước ngoài, gọi tắt là CIFUS, điều tra về cái công xưởng này, nơi mà cách cái căn cứ ở Fort Leavenworth ở Kansas 35 dặm và cách 20 dặm từ cái căn cứ của lực lượng an ninh quốc gia và cái khu vực công viên này, và 70 dặm từ một cái căn cứ không quân của Hoa Kỳ ở tại Missouri. Và báo động này gia tăng về tình trạng mà đảng Cộng sản Trung Quốc đang mua rất nhiều những mảnh đất tại Hoa Kỳ, đặc biệt là gần gũi với lại những căn cứ không quân của Hoa Kỳ, và Alabama và Florida nằm trong những tiểu bang đã thông qua dự luật đối phó với Cộng sản Trung Quốc làm chủ các mảnh đất ở trên cái khu vực này. Và các nhà lập pháp nói rằng quan hệ của công ty C-Nano Technology và đảng Cộng sản Trung Quốc và vừa được phát hiện sau khi mà có cái bản nghiên cứu của tổ chức Heritage Foundation và tờ báo có tên gọi là The Daily Caller. Trong đó họ báo cáo rằng C-Nano Jiangsu Technology và cái công ty ở hải ngoại của họ là C-Nano Technology USA được làm chủ, và trong đó họ gần như
là nằm trong cái chương trình gọi là 863, mà trong đó hỗ trợ cho việc phát triển quân sự của Trung Quốc, cung cấp nguồn ngân quỹ và định hướng cho nỗ lực gọi là đánh cắp tất cả những cái kỹ thuật và những cái thông tin tế nhị về kinh tế của Hoa Kỳ, theo tường trình của văn phòng gọi là giám đốc cơ quan tình báo quốc gia là DNI cho biết như trên. Đây được xem là cuộc điều tra mới nhất mà các nhà lập pháp yêu cầu bà Janet Yellen và ông Lloyd Austin phải điều tra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và như thường lệ thì Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở các chương trình khác của TNP Channel. Xin quý vị nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!